Đừng trách người ơi, tội thân anh, làm sao bắt con tim vâng lời. Làm khổ đời nhau chi vui đâu, một khi thế gian này điên đảo. Giữa cuộc đời giữa chim bao, đầy cay đắng đắng ngọt ngào, biết nơi nào để con tim dại khờ nương náu. Nỗi đau này là trên ai, tình kia đã chết theo tháng ngày, để bây giờ khi còn lại chẳng ai còn ai. Không thấy một cái gì luôn á anh ơi. Cái vấn đề là hai đứa em ngồi đây nghe giọng và thấy được cái phong dáng, còn anh Vũ Hà là mù mịt. Vì sao?